Trước mắt quý khán giả, Hạnh Nguyễn đang giới thiệu về một bộ hát VIP bác nhé. Thì trong cái hình này, Hạnh Nguyễn sử dụng một đôi loa JBL 725, gọi là Lữ Hoàng Audio, và ông vua đất, một cụ đẩy Crown Marco Tech 502 VRX, một chiếc vang S800, một quả linh nguồn và một mic. Ngay bây giờ em sẽ mời các bác nghe bản sàng cho nó karaoke nhé. Để hát karaoke thì đúng tiếng nó trong trẻo, nó bay, nó rộng. Và đặc biệt bên em setup thì bao giờ giữa tiếng echo và tiếng mic nó sẽ quện cực kỳ ăn khớp với nhau, nó không bị thừa thiếu khi mà mở nhạc và mic với nhá. Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà thích ở bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Một bản karaoke luôn nhé, bạn nghe tiếng mic ấy nó rất là ngọt, nó xào xạc ở đuôi cao, và nó còn deep ở dải trung đông, nó mềm mại và ấm áp ở dải bass. Giữa nhạc và mic nó sẽ không bị rối, rất khớp với nhau, thì đó là cách stress của anh em nhé. Rất nhiều anh em đánh giá rất tốt luôn, rất ngọt và chi tiết, mic nhẹ bay thoáng đủ tôn sắc với ca khúc Giã Từ Vũ Khí. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim éo em ơi. Xin trở lại đây, bỏ lại đây, đẹp khai răng với hào sâu, lỗ châu mai với những nghĩa đô. Đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại tim mãi bây giờ. Trà sông đang lay ôi xanh đời sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Tôi cùng thương cùng đàn cháu với cây đa khó chốc hàng cao, với con đi có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh lên trở thành hoang phí dòng đi. Rồi anh sẽ dần gặp nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ ra thăm nhà em với miếng cao, với miếng trầu, ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm
màu bi kín trong những niềm buồn. Bàn anh đó đang say ngồi. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người làm xuống. Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình, ta lại gặp ta còn vòng tay mà dòng thương bên bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương. Bát cơm rau thắp mối tình quê, có con trâu có lương dầu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Và nghe tiếng Bình Định nó rất hay, nó rất ngọt luôn và nhẹ nhàng ấm áp, khớp giữa nhạc và Bình rất quen với nhau. Cà súng đang ngay, ôi xanh nở sông núi rồi. Anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Cuối cùng ruộng nước cũng đang cháu, với cây đa thóm chấp hàng cao, với con đi có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân này lên trở thành hoàng khí dòng gì. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cao, với miếng trâu. Ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em đến ngang mở bia kín trong đêm nhẹ buồn. Bạn anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày cho chúng về, ta lại gặp ta còn vòng tay mà dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương. Bát cơm rau thắp mối tình quê, có con trâu con lương dâu, thiên đường lại mơ ước bao lâu. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp bay lên khói ấm tình thương. Bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu có lương dâu, thiên đường lại mơ ước bao lâu. Tất cả gà nhá, cho anh biết một này. Quá đẳng cấp luôn. 1 đô la 7.25 thôi nhá. Độ mới 99%. Có đẩy cao rao. Có nhu cầu lắp đặt và mua lẻ liên hệ em nhá. Em sẽ lắp tại nhà. Còn kính hơi trăm số nhá. Hoặc là size đóng gói. Anh cho chào các bác nhá.